VTV.vn, ở công ty Hà, Lan Phương, có một quản lý mới xuất hiện và Hà ngay lập tức cảm thấy ngứa mắt. Hà, Lan Phương bức xúc khi quản lý mới liên tục tìm ra lỗi của mình. Hà vô cùng khó chịu khi ở đâu ra một quản lý mới tí tuổi đầu, mới về làm mấy ngày mà đã soi mói, hách dịch và tỏ ra trịch thượng với mọi người. Hà bon mồm buôn chuyện với cô em nhân viên cùng làm. Hà nói không việc gì phải đi sợ cái đứa quản lý vắt mũi chưa sạch, mình mới là những người quan trọng, làm những việc chính trong công ty. Hà không nể nang gì, nói xấu đủ điều về người quản lý này. Trong khi cô xem đồng nghiệp can ngăn thì Hà vẫn tiếp tục. Nhưng cô lại không thể ngờ rằng người quản lý kia đang đứng ngay sau lưng mình. Hà sẽ phản ứng ra sao trong tình huống này? Cuối cùng, con số 2 tỷ đồng đã được ông Toại, nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình và bà Cúc, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương thông báo đến các con. Trước đó, hai chị em Phương, Kiều Anh và Hà, Lan Phương đã nghe lỏm được chuyện bố mẹ nói về số tiền 2 tỷ đồng rồi cả việc bán nhà. Hà và Phương thông báo với các anh em trong gia đình, ai nấy cũng lo lắng không hiểu bố mẹ đang bàn tính chuyện gì. Mọi người suy đoán có lẽ ở dưới quê có ai đó nợ nần, nên ông Toại, nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình và bà Cúc, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đang tìm cách bán nhà để có tiền trả nợ. Cuối cùng, hai ông bà quyết định triệu tập hết các con để thông báo. Vẻ mặt của bố mẹ khá căng thẳng nên cũng khiến mấy anh chị em lo lắng theo. Bà Cúc và ông Toại bắt đầu thông báo chuyện về số tiền 2 tỷ đồng và chuyện bán nhà. Vậy, cuối cùng sự việc là như thế nào? Có đúng là ông Toại và bà Cúc phải trả số tiền 2 tỷ đồng và buộc bán nhà đi hay không?